Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được tuyên bố vòng chung kết của cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh lần 8 năm 2019 xin phép được bắt đầu. Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên đang có mặt trong chung kết cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh lần 8 năm 2019 ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên xin cho phép Nguyễn Thắng và Thầy Dung xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp kinh doanh là một cuộc thi được tổ chức thường niên bởi câu lạc bộ tiềm năng quản trị GPA trường thuộc khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi là một sân chơi học thuật bổ ích dành cho các bạn sinh viên đang ấp ủ những ý tưởng kinh doanh mới mẻ, sáng tạo, những dự án có tính khả thi cao và có thể áp dụng tốt vào thực tiễn. Trải qua 7 mùa thi với những thành công nhất định, khởi nghiệp kinh doanh lần 8 năm 2019 đem đến cho các đội thi những thử thách mới trong từng phần thi, những yêu cầu phù hợp với thực tiễn và sự khả thi của các dự án được chú trọng nhiều hơn. Và sau nhiều vòng thi đầy cam go, cuối cùng ban tổ chức của chúng tôi cũng đã tìm ra được top 5 dự án xuất sắc nhất để bước chân vào vòng chung kết ngày hôm nay. Và chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được cùng nhau theo dõi những chặng đua cuối cùng để cùng nhau chờ đón xem quán quân giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay là ai. Và xin các bạn, chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu với cuộc thi này. Và đến góc mặt trong buổi chung kết khởi nghiệp kinh doanh ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vui mừng và vinh dự được đón tiếp sự hiện diện. Về phía đối tác chuyên môn, xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp PSSC. Xin được trân trọng giới thiệu chị Đỗ Thị Thanh Huyền, chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp PSSC. Về phía nhà tài trợ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn My Mộc, đại diện. Xin được trân trọng giới thiệu chị Phan Thị Ngọc Anh, chuyên viên tư vấn đào tạo FEMS. Chị Mai Phương, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn hợp tác quốc tế. Về phía trường Đại học Kinh tế Luật, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Tiến Dũng, bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Luật. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Tú, trưởng khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên, phó trưởng khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật. Tiến sĩ Nguyễn Thắng Trung, giám đốc khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Lợi Minh Thanh, phó giám đốc trung tâm quan hệ doanh nghiệp. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Lê Mạnh Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường Đại học Kinh tế Luật. Kính thưa quý vị, và trong một cuộc thi thì chắc chắn sẽ không thể thiếu được thành phần ban giám khảo. Họ sẽ là những người cầm cân để mực để tìm ra được những thí sinh, những đội thi xuất sắc nhất cho vị trí cao nhất trong mỗi cuộc thi. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh lần 8 năm 2019 ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Huỳnh Thanh Tú, trưởng khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật. Tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên, phó trưởng khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Khánh Trung, giảng viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật. Anh Phan Công Chính, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp doanh nghiệp toàn cầu GSO, phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Hùng Dũng, tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế toàn cầu, phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn. Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Khánh Linh, giảng viên Sona Incubator, giám đốc đào tạo công ty OSMIA, ủy viên ban chấp hành hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia khu vực phía Nam. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp PSSC. Và kính thưa quý vị, trong buổi chung kết ngày hôm nay cũng có sự góp mặt
của các quý anh chị doanh nhân đóng vai trò là các nhà đầu tư, các thầy cô giáo là giảng viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Luật, cùng với hơn 300 bạn sinh viên đến từ các trường đại học và cao đẳng trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp kinh doanh mùa 8 năm 2019 có được thành công như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng nỗ lực đến từ phía ban tổ chức thì chúng tôi cũng không thể không kể đến là sự giúp đỡ, quan tâm và luôn đồng hành cùng với chúng tôi đến từ phía các đơn vị đồng tổ chức, các nhà tài trợ cũng như là ban cố vấn chuyên môn. Và đơn vị đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đó chính là ban lãnh đạo đến từ phía trường Đại học Kinh tế Luật. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu thầy Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Luật sẽ đại diện ban giám hiệu nhà trường có đôi lời phát biểu cùng với chương trình. Xin trân trọng kính mời thầy.